Sau hơn 25 năm tổ chức khai quật các cổ vật từ con tàu đắm ở khu vực đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Vừa qua, Bảo tàng tỉnh Quảng Nam lần đầu tiên tổ chức trưng bày chuyên đề về các cổ vật gốm Chu Đậu được khai quật từ con tàu đắm này. Hơn 190 hiện vật tiêu biểu nằm trong số 278.947 hiện vật còn nguyên vẹn được khai quật trưng bày lần này đã giúp chúng ta không chỉ khẳng định từ thế kỷ 15, Việt Nam đã là một trong những trung tâm gốm sứ của khu vực Đông Nam Á với sự ra đời của dòng gốm thương mại Chu Đậu. Mà trước đó, khi chưa khai quật con tàu đắm ở Cù Lao Chàm, dòng gốm này chỉ được các nhà nghiên cứu ghi lại rất khái lược trong lịch sử. Từ khi được bàn giao các cổ vật được trục vớt đến nay, Bảo tàng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức bảo quản tốt các hiện vật để có thể trưng bày, triển lãm và chuyển giao cho Bảo tàng Hội An trưng bày, phục vụ du khách. Tuy nhiên, vẫn còn hàng ngàn hiện vật gốm Chu Đậu bị vỡ, chỉ có thể cất kho. Xử lý muối, gọi là bảo quản trị liệu cho nó, để làm sao là cái muối đó, hạn chế cái muối bám vào trong hiện vật. Suốt quá trình mà khai quật rồi bàn giao lại cho Bảo tàng Quảng Nam để đưa lại cái hiện trạng tốt nhất cho hiện vật gốm sứ Chu Đậu. Chính sự phát hiện và khai quật các cổ vật gốm Chu Đậu từ con tàu đắm ở Cù Lao Chàm với số lượng được xem là khổng lồ, với hàng trăm ngàn hiện vật còn nguyên vẹn, bên cạnh hàng vạn mảnh vỡ cùng hàng nghìn hiện vật bị khai thác lén lút, lưu lạc khắp nơi trên thế giới, đã giúp các nhà nghiên cứu khẳng định Việt Nam là một điểm đến của con đường tơ lụa trên biển và dòng gốm này có vị trí, giá trị đặc biệt trên bản đồ gốm sứ thế giới. Đồng thời, qua nghiên cứu các cổ vật đã góp phần tìm hiểu xã hội, văn hóa và mỹ thuật của quốc gia Đại Việt thế kỷ 14-15. Ở Hội An, và cả cái người, các ngư dân, họ sẽ đi vớt cái cổ vật và họ gọi là đồ biển, bày bán ở tại các cái cửa hàng lưu niệm. Thì từ đó là bắt đầu hình thành một cái, thì phía nước ngoài cũng như phía nước Nam thì cũng thấy đang cần có một cuộc khai quật. Và tôi thì làm ngành bảo tàng, thì được cử đi theo cuộc khai quật con tàu đắm Cù Lao Chàm bắt đầu từ năm 97. Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ, nguyên là cán bộ Bảo tàng tỉnh Quảng Nam, là một trong 14 thành viên của ban khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Cù Lao Chàm, được thành lập theo quyết định của Bộ Văn hóa Thông tin ngày 10 tháng 7 năm 1997. Thì ông Phạm Quốc Cung, phó tiến sĩ Phạm Quốc Cung lúc đó là ông đó, ông á là giám đốc của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, thì ông sẽ là trưởng ban. Còn ông phó trưởng ban là cái ông mà tài chính á, là của bên công ty Saga Malaysia, là ông On Sin. Bên kia thì còn có ông nhà khảo cổ học ông Mason Bao, giám đốc viện khảo cổ dưới nước thuộc Đại học Oxford London. À, như vậy là có công văn đàng hoàng cụ thể. À, mình chủ yếu là mình làm về giám sát, nhưng mà sau đó thì mình sẽ là người làm công việc cực kỳ quan trọng nhất, đó là đo vẽ. Mình vẽ trong 3 năm đi làm rồi thì mình phải vẽ, mình ngồi ở đó mình vẽ. Tàu lung linh nhưng mà mình, đây là những cái bản vẽ của mình. Hiện nay, ông vẫn còn giữ bản gốc hàng ngàn bản vẽ chi tiết hoa văn, kiểu dáng, màu sắc của các cổ vật được khai quật từ con tàu đắm ở Cù Lao Chàm. Vì đây là những cái tư liệu mà sau này cổ vật bán rồi thì mình chịu, mình cũng không biết được. Bởi vì có những cổ vật bán rồi, nhưng mình ảnh chụp được với kết hợp lại cái đấy là mình có thể có cái bằng vẽ để mình nói là cái họa tiết của hoa văn đó. Theo chân họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ, chúng tôi đã đến thành phố Hội An để tìm lại hành trình khai quật cổ vật từ con tàu đắm ở đảo Cù Lao Chàm, cùng những ghi nhận về quy mô, ý nghĩa và giá trị của các cổ vật được khai quật từ con tàu đắm này. Từ những năm 1990, trong quá trình đánh bắt tại khu vực Cù Lao Chàm, các ngư dân đã vớt được nhiều hiện vật bằng gốm sứ, không rõ nguồn gốc và được xem là cổ vật. Vì thế, đã tạo nên cơn sốt buôn bán cổ vật từ khu vực biển này.
Tại các bảo tàng tư nhân ở Hội An, hiện vẫn còn trưng bày nhiều mảnh vỡ thu thập được từ việc khai thác bằng lưới cào thủ công của ngư dân. Bên cạnh đó, tại Bảo tàng Gốm sứ Mậu Dịch Hội An, hiện cũng đang trưng bày một số hiện vật gốm Chu Đậu không nguyên vẹn, được thu giữ hoặc mua lại trong quá trình buôn bán cổ vật từ con tàu đắm ở khu vực đảo Cù Lao Chàm những năm đầu thập niên 1990. Cơn sốt buôn bán cổ vật một thời ở Hội An cùng với việc nghiên cứu khảo sát của các chuyên gia trong và ngoài nước thời điểm đó đã xác định có sự hiện diện của một con tàu đắm ở độ sâu khoảng 70 mét, cách đảo Cù Lao Chàm khoảng 20 km về phía đông. Chính độ sâu và khu vực có dòng chảy phức tạp đã vô tình cứu cho các cổ vật ở con tàu đắm không bị khai thác vô tội vạ, do ngư dân chủ yếu sử dụng công cụ lưới có gắn lưỡi cào. Dẫu vậy, rất nhiều cổ vật đã bị hư hỏng hoặc buôn bán do quá trình khai thác này. Điều này cũng đặt ra vấn đề cấp bách cần phải bảo vệ, khảo sát và xây dựng phương án khai quật con tàu đắm này. Tại thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa có ngành khảo cổ dưới nước và đơn vị có khả năng trục vớt tàu đắm chuyên nghiệp. Chính vì thế, ngày 4 tháng 7 năm 1997, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản giao Bộ Văn hóa Thông tin ra quyết định khai quật con tàu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, trục vớt hiện vật, nghiên cứu khảo cổ học. Trước đó, công việc khảo sát, nghiên cứu đã được các bên liên doanh là Xí nghiệp Liên hiệp Trục vớt và Cứu hộ của Việt Nam, gọi tắt là VISAN, phối hợp với công ty Saga Horizon của Malaysia, đã tiến hành từ năm 1994 đến 1997, tiêu tốn khoảng 200.000 đô la của hai đơn vị này. Đây là lần đầu tiên công tác khảo cổ học dưới nước được đặt ra song song với công tác khai quật được đảm nhiệm bởi các chuyên gia quốc tế và các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Trang thiết bị đưa vào khai thác cổ vật cũng được xem là tiên tiến và hiện đại lúc bấy giờ. Trong quá trình khai quật ở độ sâu 70 mét, đội ngũ chuyên gia khảo cổ, thợ lặn, các nhà khoa học, thành viên ban khai quật đã tăng lên 42 người. Qua 3 đợt khai quật kéo dài 3 năm, đoàn khai quật đã đối diện với 2 cơn bão cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khiến quá trình khai quật rất gian nan, nguy hiểm. Nên đây được xem là cuộc khai quật gian khổ nhất ở vùng biển Việt Nam. Nên cái công việc ở đó sợ nhất là sợ thời tiết. Và như vậy là cuộc khai quật thường thường chỉ tiến vào những cái ngày trời biển tốt, tức là vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4, tháng 5, tháng 6. Còn qua tháng 7 thôi, còn đến tháng 9, tháng 8, tháng 9, tháng 10 nó coi như là phiền rồi, bắt đầu là có gió rồi. Cho nên là thì có ngày, ví dụ là nó kéo dài mấy năm luôn, là đầu 98, 99, 2000, trong 3 năm đó là cực kỳ rất là khổ sở. Quá trình khai quật và khảo cứu đã xác định đây là con tàu buôn cỡ lớn, đóng bằng gỗ tếch, nhiều khả năng đóng ở Thái Lan. Có chiều dài 29,4 m, rộng 7,2 m, lòng tàu chia thành 19 khoang chứa cổ vật. Trong quá trình vận chuyển hàng gốm sứ từ phía Bắc, ngang qua khu vực đảo Cù Lao Chàm thì bị chìm. Trên tàu chứa hàng chục ngàn cổ vật gốm sứ. Tuy nhiên, đơn vị khai quật chỉ có thể trục vớt được hơn 240.000 cổ vật. Đây được xem là số lượng cổ vật khổng lồ được khai quật ở các vùng biển trong khu vực và trên thế giới. Hầu hết, số cổ vật này đều được xác định là dòng gốm Chu Đậu thế kỷ 15. Điều này càng khẳng định thêm cứ liệu Việt Nam là điểm đến giao thương của con đường tơ lụa trên biển, kết nối với các thương cảng của Trung Quốc, Nhật Bản, qua vịnh Thái Lan để đến với một số nước trên thế giới. Từ việc khảo sát cho đến việc khai quật con tàu đắm Cù Lao Chàm đã kéo dài suốt 7 năm. Theo ước tính của các nhà đầu tư, chi phí cho các hoạt động này tiêu tốn khoảng 14 triệu đô la. Việc bán đấu giá cổ vật thu lại gần 3 triệu đô la. Hiện đơn vị khai thác vẫn còn nợ chính phủ Việt Nam hơn 629.000 đô la tiền bán đấu giá cổ vật. Từ năm 1990 đến 2002, tại Việt Nam đã có 5 cuộc khai quật tàu đắm tại các vùng biển Kiên Giang, Cù Lao Chàm, Cà Mau và Bình Thuận.
Tuy nhiên, cuộc khai quật cổ vật ở Cù Lao Chàm được đánh giá là cuộc khai quật khảo cổ dưới nước đầu tiên ở Việt Nam, có quy mô lớn nhất, tốn kém nhất, lâu dài nhất và gian khổ nhất. Sau 3 năm triển khai dự án trục vớt cổ vật ở con tàu đắm Cù Lao Chàm, việc khai quật số cổ vật còn sót lại được giao cho một đơn vị tư nhân khác của Việt Nam đảm nhận. Và đã có thêm hàng ngàn hiện vật còn nguyên vẹn hoặc đổ vỡ đã được trục vớt từ con tàu đắm này. Hiện nay do địa hình phức tạp, kinh phí thiết bị khai quật hạn chế, nên xác con tàu đắm và nhiều hiện vật gốm vẫn còn ở vị trí tàu đắm. Từ các cổ vật được khai quật từ con tàu đắm ở Cù Lao Chàm đã khẳng định sự xuất hiện của gốm Chu Đậu từ thế kỷ 14, phát triển rực rỡ nhất vào thế kỷ 15 và minh chứng cho một thời xuất ngoại huy hoàng của gốm Chu Đậu. Trong đó, kỹ thuật làm gốm hoa lam được xem là kỹ nghệ đặc sắc của các người thợ ở Chu Đậu nói riêng và thợ Việt khu vực phía Bắc nói chung. Bên cạnh đó là dòng gốm tam thai được vẽ nhiều màu. Trong một số hiện vật được khai quật còn ghi nhận kỹ thuật vẽ vàng lên gốm. Tuy nhiên, do thời gian tồn tại dưới nước khoảng 500 năm nên các họa tiết vẽ vàng kim không còn sắc nét. Từ đó mình mới hiểu được là người Việt mình đã có một cái ngành làm gốm, gọi là gốm. Mình gọi là gốm mậu dịch, tức là bán cho nước ngoài, xuất khẩu ra nước ngoài vào thế kỷ đó. Mình rất là tự hào về cái này. Qua nghiên cứu các đề tài về con người, con vật, hoa lá, chùa tháp, cung điện, mây trời, hoa văn trên gốm Chu Đậu được trục vớt đã cho ta hình dung khá rõ nét về lịch sử, đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng, văn hóa dân gian, phục trang của đất nước, con người Đại Việt thế kỷ 15. Làm cơ sở để giám định cho các bộ sưu tập gốm khác, đặc biệt là các lò gốm ở Hải Dương, nơi phát tích gốm Chu Đậu. Trong số hàng ngàn cổ vật gốm Chu Đậu được khai quật, có 779 hiện vật độc bản, rất độc đáo, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Trong đó, chiếc bình có hình bốn con thiên Nga ở các tư thế khác nhau đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Cái bình này thì là cao 56cm. Và đường kính là 23, đường kính bùng lớn á. Đây á, là cái bình vẽ lam, tức là vẽ dưới men, vẽ lam. Và xong xuôi là tức oxy coban và sau đó phủ men lên, như một màu thôi. Cho nên cái màu này tương đối nằm dưới biển hẳn bị hỏng. Từ cơ sở nghiên cứu và giám định các cổ vật gốm Chu Đậu được trục vớt ở con tàu đắm Cù Lao Chàm, đã đặt nền móng cho việc kế thừa và phục hưng nghề gốm Chu Đậu ở Hải Dương hiện nay. Trong đó, các kỹ thuật sản xuất gốm hoa lam, sử dụng loại men và chất đất riêng có của địa phương vẫn được người thợ Chu Đậu hôm nay áp dụng, kết hợp với công nghệ khoa học kỹ thuật, đã cho ra các sản phẩm gốm Chu Đậu đáp ứng nhu cầu mỹ thuật, nghệ thuật cao và nhu cầu của thị trường. Kinh nghiệm từ việc khai quật cổ vật ở con tàu đắm Cù Lao Chàm đã để lại nhiều bài học quý cho công việc khảo cổ học dưới nước, cũng như quy trình, cách thức tổ chức khai quật chuyên nghiệp, hiệu quả, làm cơ sở để chúng ta có thể tiến hành thăm dò, khai quật các con tàu đắm cổ hiện còn nằm ở vùng biển Việt Nam.